Kính thưa quý vị và các bạn, 12 tỷ đồng là số tiền được chào bán cho một căn hộ shop house có diện tích là 120m2. Thế nhưng giá trị thực có khi lên tới 30 tỷ đồng. Tại sao lại như vậy? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với khách mời của chương trình, Thạc sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, Đoàn luật sư Hà Nội. Chào ông, đầu tiên thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, những con số mà chúng tôi đưa ra từ đầu chương trình chính là để nói về 66 căn shop house được xây dựng bởi Vinfuland. Điều này đã dấy lên những nghi vấn về việc trốn thuế hay là gian lận thương mại. Vậy thì dưới góc độ pháp lý, ông đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ? Điều 15 luật kinh doanh bất động sản 2014 thì quy định là giá cả mua bán bất động sản thì do hai bên thỏa thuận và ghi rõ trong hợp đồng. Như vậy là trong vụ việc này thì những cái khách hàng mua nhà thì mua căn hộ này thì nên xem lại cái hợp đồng của mình, xem là hợp đồng mình ký với chủ đầu tư là cái thỏa thuận giá như thế nào. Còn nếu mà trong hợp đồng ghi giá ví dụ 12 tỷ một căn chẳng hạn thì cái người mua chỉ có trách nhiệm thanh toán theo cái thỏa thuận trong hợp đồng. Thế còn thì nếu trong trường hợp mà hai bên mà có thỏa thuận là giá cả mua bán là 20 tỷ chẳng hạn, nhưng mà hợp đồng chỉ ghi có 12 tỷ thôi nhằm mục đích trốn thuế, thì hành vi này nếu bị phát hiện ra thì sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Cụ thể là sẽ bị xử lý theo cái thông tư 116/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, thì sẽ bị truy thu, bị phạt tương ứng với số lần vi phạm. Và thậm chí cái doanh nghiệp mà có hành vi trốn thuế thì có thể bị xử lý về tội trốn thuế theo quy định tại điều 161 Bộ luật hình sự. Trong trường hợp này thì người tiêu dùng cần phải làm gì để có thể bảo đảm quyền lợi của mình và đòi lại công bằng của mình thưa ông? Trong trường hợp mà hợp đồng thì ghi thỏa thuận một cái mức giá mà trong đó chủ đầu tư lại yêu cầu bên bán nhà lại yêu cầu là khách hàng thanh toán số tiền lớn hơn, thì họ có thể ngồi lại với bên bán và bên công ty kinh doanh bất động sản này và hai bên thương lượng để xem là nguyên nhân nào dẫn đến việc là giá cao hơn. Còn nếu hai bên không thương lượng được thì đương nhiên khách hàng chỉ chấp nhận thanh toán cái giá theo cái giá thỏa thuận tại hợp đồng hai bên đã ký kết. Thế còn trong trường hợp mà cái bên bán nhà mà vi phạm bằng cách là không giao nhà theo đúng thời hạn, hoặc là hủy hợp đồng, hoặc là có những biện pháp mà gây thiệt hại cho bên mua nhà, thì bên mua nhà hoàn toàn có quyền khởi kiện đến tòa án theo quy định của pháp luật để được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. Tại sao lại có những việc như vậy xảy ra ạ? Theo quy định pháp luật thì giá là hai bên thỏa thuận và cái thỏa thuận đấy được ghi cụ thể trong hợp đồng. Nếu mà bên bán mà tự ý nâng giá lên và bên mua không đồng ý thì bên mua chỉ phải trả cái giá như giá đã thỏa thuận đã ký kết. Thế còn trong trường hợp mà bên bán mà không giao nhà hoặc là có những cái chậm giao hoặc là có những hành động khác mà ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng thì bên mua hoàn toàn có quyền khởi kiện đến tòa án yêu cầu là thực hiện theo đúng hợp đồng đó, còn nếu gây thiệt hại thì có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật. Vậy thì nếu như mà những cái hành vi như thế này chót lọt thì bên bán có được những cái nguồn lợi như thế nào ạ? Nếu giả sử mà cái giá bán căn hộ thực tế nó là ví dụ 20 tỷ nhưng mà hai bên thỏa thuận hoặc là bên bán chỉ ghi vào hợp đồng là có 12 tỷ thôi hoặc 10 tỷ thôi, và thực tế cái người bán, người mua thì vẫn ngầm là hiểu là giảm như thế để giảm thuế và họ vẫn phải thanh toán cho bên bán là 20 tỷ, thì như vậy là hành vi này gọi là trốn thuế. Và trốn thuế thì cái doanh nghiệp kinh doanh bất động sản này sẽ có rất là lợi trong cái việc là không phải trả cái nguồn thuế cho nhà nước với khoản nhất định, bởi vì theo hiện nay pháp luật quy định là cái thuế mà các cái doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải thanh toán nộp cho nhà nước là 20% cái giá trị của cái bất động sản đó. Vậy thì cái hành động này thì có thể gây nên những hậu quả nào thưa ông? Hành vi này xảy ra thì trước hết xảy ra sẽ tình trạng là gian lận trong thương mại, gian lận trong việc mua bán, làm cho thị trường bất động sản nó không lành mạnh. Dẫn vì câu chuyện là từ một cái việc hành vi vi phạm của một cái doanh nghiệp này, cái trường hợp này sẽ nảy sinh ra các cái trường hợp vi phạm khác, nó tạo thành tiền lệ, dẫn đến câu chuyện là cái giá bất động sản nó sẽ bị không kiểm soát được, dẫn đến việc là thất thu thuế cho nhà nước và tạo ra không minh bạch, không lành mạnh trong thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến trước hết là người tiêu dùng phải trả cái giá mà trong hợp đồng nó ghi thấp hơn, thứ hai nữa là thất thu cho nhà nước, và thứ ba nữa là tạo ra những cái tiêu cực, những cái sai phạm
trong các công ty bất động sản, cũng như là những cái sai phạm đó cũng có thể dẫn đến câu chuyện là tiêu cực với người mà quản lý, cái người mà phụ trách trong việc kiểm tra, giám sát cũng như là thu thuế trong việc này. Vậy là những việc này theo tôi là cần phát hiện, xử lý nghiêm minh và để đảm bảo cho cái việc minh bạch trong thị trường bất động sản và tránh thất thu thuế cho nhà nước. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, mua được một căn hộ cao cấp với giá hời và những tiện nghi thời thượng thì là điều mà ai cũng mong muốn. Thế nhưng thủ tục thì chúng ta luôn phải thỏa đáng về mặt pháp lý. Đấy là điều mà chúng tôi muốn gửi gắm quý vị và các bạn trong câu chuyện ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.